Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Anh LDA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ với chương trình Airdrop của dự án Revolution NFT. Tham gia dự án hôm nay thì chúng ta sẽ nút Start để chat bot. Tiếp theo các bạn nút cho Airdrop. Các bạn join vào kênh Terra Group này. Rồi chúng ta mở Twitter này, mở Discord, mở Instagram, sau đây nghe mở Medium. Ta sẽ join vào kênh Trello Airdrop này, ở đây mình đã join trước nhé. Chúng ta mở Twitter Airdrop. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các nhiệm vụ. Trước tiên các bạn sẽ follow này, follow Twitter, copy name của dự án Revolution NFT. Nay chọn Grotis, new name phần comment ấn nút tít này. Với Discord thì các bạn mở ra để join này. Bên này follow này. Airdrop Stan tìm đến dự án Revolution này và Grotis này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trở lại với bot ở nút đăng ký nhé. Ở đây nó hỏi gamepad, tay cầm để chọn hình ảnh cái tay cầm game. Chúng ta điền email này. Với địa chỉ ví các bạn dùng ví Metamask hoặc là ví ETH ở trên Trust Wallet nha. Twitter link. Chúng ta mở phần profile ra, copy phần profile link nhé. Viết đây. Retweet link. Các bạn chọn tweet etni. Cái ông dưới chọn phần thời gian bài đăng này, sao chép phần link này. Về đây. Chọn hai buổi join. Đối với Discord username, chúng ta ấn vào username Discord, copy phần username này, paste đây này. Chọn hai buổi join này, medium này. Medium các bạn ấn vào phần avatar, ấn vào view profile, copy phần profile của medium nhé, paste đây. Chọn ai vừa join này, ai vừa join tiếp này. Ta cho 1 trong 3 group ở đây thì mình đã join vào group thứ 3 này anh em nhé. Chúng ta xác nhận ở trên bot nữa xong. Chọn đôn. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với anh Trinh Airdrop của dự án Revolution NFT. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.